kéo ngang qua. Rồi ném ném một cái môn. Rồi à, ném này, 1 2 3 ném. Ok, thả ba cách vào màn hình rồi thoát. Ok, chúng ta bắt được nha. Pokemon. Yes, sẽ sẽ to do. Who's that Pokemon? Ok, hai cái nhà, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Pokemon Go là lần mình đây Tú Trần cả nhà. Thì có một bạn bình luận trên cái kênh của mình, đó là anh ơi sao anh không bắt cái sử dụng cái kỹ thuật đó là bắt nhanh Pokemon để bắt tham gia các cái sự kiện như là Community Day hoặc là sự kiện Fest hay Go Fest cho nó nhanh. Thì mình đã research và mình tìm các cái cách để bắt nhanh, và bây giờ mình đã học được hai cách mới. Đầu tiên thì mình sẽ xin cảm ơn bạn đã bình luận cái video của mình nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ hai cách này để cho các bạn cùng mới chơi chưa biết này, thì mình cũng mới học thôi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ kết vào Pokemon bắt ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ giữ cái này nha, giữ cái mà chọn bóng ấy, chúng ta sẽ kéo qua một bên nha. Đó, thì ở bên này mình thuận tay phải để ném thì mình sẽ kéo qua cái góc bên này luôn. Rồi, và sau đó mình sẽ ném này. Sau khi ném xong thì mình sẽ thả ra. Đó, và kích màn hình và chúng ta sẽ bấm thoát. Đó, thì Pokemon sẽ được bắt vào trong này luôn. Yes. Đâu rồi? Đây, Scorby đúng không? Đây. Scorby cái nhà. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lặp lại nha. Ở trên iPad thì hình như là nó đang bị lỗi về cái chọn trái cây thì phải. Đây, mình sẽ thử với đối với trái cây nha. Chúng ta sẽ giữ cái trái cây này, chúng ta sẽ kéo qua một bên. Rồi, và mình sẽ ném nha. Rồi, chúng ta sẽ thả ra, kết vào màn hình và bấm thoát. Ok, vẫn được nha. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra thử là đã vào trong này chưa. Chưa có cả nhà. Thì như vậy là bên này, bên cái trái cây này nó sẽ bị lỗi nha cả nhà. Rồi, thì sorry, thì bên cái iPad thì nó sẽ bị lỗi cái phần trái cây này. Nhưng mà điện thoại chúng ta sẽ sử dụng được. Rồi, chúng ta sẽ lặp lại bằng cách đó là kéo cái màn hình, kéo trái bóng này qua đây. Và chúng ta sẽ ném. Excellent. Yeah, chúng ta sẽ thoát. Kết màn hình thoát. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra. Bạn này có chưa? Vẫn chưa có cái nhà. Hình như là nếu mà chúng ta không bắt được thì nó sẽ không vào thì phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ lặp lại này. Nếu là hình như Pokemon không bắt được thì nó sẽ lặp lại thì phải chúng ta. Rồi, mình sẽ tiếp tục giữ lại nha. Giữ lại này. Ném. Ok. Thoát nào. Rồi, được rồi nha. Ok, như vậy thì nếu mà chúng ta bắt được Pokemon, Pokemon nó sẽ không chạy thì nó sẽ bắt được nha. Còn nếu mà Pokemon chạy thì chúng ta sẽ ra lại cái màn hình ngồi và chúng ta sẽ bắt lại từ đầu. Ok, còn nếu mà chúng ta bắt xong Pokemon vẫn xuất hiện ở ngoài thì chúng ta sẽ cần kích vào cái màn hình thì Pokemon nó sẽ tự biến mất nha. Ok, như vậy thì bản Sinnoh này mình đã bắt được xong. Chỉ cần kiểm tra thôi. Rồi, cái cách này ấy, nó là một cái cách khá là nhanh. Và mình thấy là nó sẽ áp dụng khá là tuyệt vời luôn trong các cái sự kiện sắp tới ha. Và đặc biệt một cái cách nữa, đó là chúng ta sử dụng AR. Thì bây giờ Pokemon xung quanh này không có này, bây giờ mình sẽ cắn một cái thính để mình có cái thính để dụ Pokemon đó nha. Rồi, mình sẽ chờ một Pokemon xuất hiện này. Để mình bắt tiếp tục, mình sử dụng cái AR. Cái AR thì nó sẽ nhanh hơn cái mà cái bắt bình thường nha. Đây, thì ví dụ như mà cái hộp ảnh mà khi mà chúng ta kết vào, nó sẽ lót ra một cái môn. Đó, cái thời gian nó lót ra khá là lâu. Còn nếu chúng ta bật AR lên nha, chúng ta bật AR lên thì chúng ta sẽ bắt khá là nhanh. Ồ, cái đoạn trong này nó hơi gần cả nhà. Rồi, nó sẽ bắt vào này. Rồi, Pokemon nó ra liền luôn. Đó, nó ra liền cả nhà. Thì cái lúc này thì mình ngồi khá là sát máy tính nên không thể bắt được. Đó, nay chúng ta bật AR lên, chúng ta sẽ bắt và cũng áp dụng cái cách đó luôn. Chúng ta sẽ kéo qua cầu Pokemon qua và chúng ta sẽ bắt thì nó sẽ nhanh hơn nha, vì cái animation ấy, cái hoạt ảnh ấy nó sẽ nhanh hơn cái là chúng ta tắt AR. Ok, đó là cái hai cách mà chúng ta bắt Pokemon cực kỳ nhanh mà mình chia sẻ cho các bạn. Rồi, chúc các bạn có nhiều Pokemon ngon cũng như là bắt được nhanh Pokemon theo cách của mình nha. Rồi, mình sẽ lặp lại một cách lần cuối này. Rồi, chúng ta sẽ kéo ngang qua. Rồi, ném. Ném Pokemon. Rồi. Ném này, 1 2 3 ném. Ok, thả ra, kết vào màn hình rồi thoát. Ok, chúng ta bắt được nha. Pokemon. Yes, sẽ set to do. Pokemon mới trong cái sự kiện Winter. Ok, bye bye cả nhà và hẹn cả nhà các video lần sau. Những cái video sau thì mình sẽ cứ cố gắng tìm hiểu cũng như là chia sẻ cho các bạn nhiều cái cách mới mà mình tìm ra nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhà nhớ subscribe và chúc cả nhà có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ. Yes, bye bye.